ngoài đây hoặc là cái tấm ở trong nổi cũng được. Màu thì các bạn có thể quên, thì các bạn có thể xem trên cái hộp này nha, cái đầu mềm đó, cái đầu này như dạng như là những cái hàng kiểu bên đây nhẹ này, cũng một này đó, thì mọi người sẽ thấy là những cái để bé không bị cào vào mặt á, cái nhà có bé nhỏ thì mua một bộ này hoặc là. Ok, chào tất cả mọi người trở lại với kênh YouTube của Phong ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có mua thử một cái dụng cụ, đó là cái máy dụng móng tay cho bé. Thì cái này nó dụ với lại nó sẽ mài móng tay và nó sẽ quảng cáo là an toàn không đau. Mình sẽ mua về dùng thử cho bé nha, mình thử chất lượng thế nào ha. Thì cái này nó khá là rẻ thôi, thì khoảng 92.600 đồng bao gồm tiền ship luôn ha, khá là rẻ. Để mua thử như thế nào. Đóng cục tương đối ha. Trên cái này thì có những cái hướng dẫn và cũng như là những cái đầu mài khác nhau dành cho nhiều tuổi khác nhau. Thì ở đây có là 0 đến 3 tuần loại mềm, thì 4 đến 11 tuần thì chúng ta sử dụng loại màu xanh này, gọi là medium. Còn lớn tuổi hơn á, 1 tuổi chúng ta có thể chọn là hard type. Và còn cái này để làm cái gì nhỉ? Để cho người lớn. Ok, cơ bản cái này đây thì nó không sử dụng pin sạc mà sử dụng pin 2A. Thì cái này mình sẽ lựa chọn loại dùng pin. Vì sao? Vì móng tay thì lâu lâu chúng ta mới cần cát cho bé thôi, không có cát thường xuyên. Vì vậy thì mình cũng không cần sử dụng những cái loại pin sạc, mình sử dụng pin 2A là được rồi. Đây, tổng quan của nó. Rồi mở cho nè. Bộ nhìn rất là cute. Sách hướng dẫn nè. Lắp pin vào và chọn những cái đầu mài khác nhau. Rồi mài, đưa ta lên mài thế này thôi. Rồi thì cái này nó cũng giống như ở ngoài nó ghi thôi, thì ta có thể tham khảo sau. Bây giờ mình sẽ mài thử nha, một cái bộ rất là đẹp. Và mở ra, mở không đây. Mấy cái đầu mày chúng ta có thể để lại như thế này. Mình sẽ coi hướng dẫn ngoài đây hoặc là cái tấm ở trong nổi cũng được. Màu hồng mà, mình là bé mình là 5 tháng rồi, có thể sử dụng cái này, nhưng mà mình sẽ sử dụng một cái màu hồng trước thử cái xịn thêm như thế nào. Đây. Hai cái này á. Cơ bản hai cái này thì mình cảm thấy cầm sơ qua thì nó cũng không khác gì nhiều đâu. Mình thử cái này nè. Hai cái pin ở đây, cái này thì gắn ở đây rồi. Rồi. Được rồi. Cái này thì chúng ta có thể chọn xe theo chiều nha. Mỗi chiều chúng ta có hai nấc, là nấc 1, nấc 2. Right là phải, left là trái. Rồi, gắn pin vô thật nha. Đây, mình gắn hai con pin vô ha. Đây nè. Rồi, sau khi đây, sau khi mình đã gắn pin xong á, thì mình sẽ vào đây mình thử trên móng tay mình nè. Sau đó mình sẽ thử trên tay con bé nhà mình. Thì bây giờ mình sẽ thử ba cái này là của người lớn. Đây, cái này à. Mình xếp lộn nha. Ba cái này là của nít nè. Ba cái này là của người lớn, 1 2 3. Ba cái này là của người lớn nha. Đây. Ba cái này là của nít, ba này là của người lớn. Thì các bạn có thể quên, thì các bạn có thể xem trên cái hộp này nha. Đó. Và để xem nào. Thì mình sẽ lấy cái cứng nhất đi. Hoặc là đây, 2 tháng trở lên. Cái này có thể mài được tay cứng. Rồi. Hoặc là có cái mài bằng kim loại nè. Cái này thì đây, nó làm gì bằng kim loại nha mọi người. Tẩy tế bào chết các kiểu thì các bạn có thể mài bằng cái bằng kim loại này ha. Tẩy tế bào như gót chân bị nó bị khô bị này kia, da thừa da chết nhiều á, thì có thể dùng cái này để đánh bài luôn. Đây, mình sẽ thử.
cái này đi, tay mình cũng hơi cứng nha. Có cái mài bóng đó mọi người, cái này là mình nghĩ là mài bóng, bóng nè. Cái đầu mềm, đó. Cái đầu này như dạng như là cái miếng, miếng gì á, chứ không phải là bằng những cái hồi nãy. Rồi, cái này chắc mình nghĩ là mài bóng đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ gắn thử cho mọi người ha. Gắn chì vô rất là dễ thôi. Và khi mà bật lên á, đây, mình sẽ cho mọi người xem. Thì nó có những cái hàng chữ bên đây, đó là R với L ha. L là trái, R là phải ha. Thì mỗi cái nó có hai nấc, là nấc 1 và nấc 2. Tùy vào cái độ nó mạnh, nhẹ. Đây, là nấc 1 nè. Rồi, nấc 2. Đó, thì nó nhanh hơn một chút. Thì ở đây thì có cái đèn nữa. Khi mà chúng ta có thể sử dụng buổi tối, vẫn có thể mài móng hoặc là cắm móng cho bé. Thì cái này nó gọi là cái máy cắt bóng cho bé không đau thôi, nhưng mà thực sự là nó hoàn toàn theo cái kiểu đó là nó sẽ mài nhẵn cái móng của bé, thay vì chúng ta cắt thì nó sẽ không cái tình trạng mà chúng ta cắt phạm vào tay của bé gây mà tổn thương tay ha, thì rất là an toàn luôn. Thì mình sẽ đây đó, không biết trên video thấy không, chứ khi mình để vào đó, thì mọi người sẽ thấy là những cái sừng của móng đó, nó sẽ văng ra đó. Thì là cái này đó, thì móng chúng ta sẽ không có bị bén quá đó. Với lại bé khi chúng ta sử dụng cái này thì móng sẽ không có, mình gọi là một công hai chuyện, thay vì chúng ta cắt như bình thường thì chúng ta cắt thì chúng ta phải có một cái máy chúng ta mài nữa, thì cái này nó cái việc nó sẽ mài, vừa mài nhẵn cho ngắn cái móng lại và vừa làm cho cái móng chúng ta không bị quá bén quá sắc đó, để bé không bị cào vô mặt đó. Thì cái này rất là hay luôn, và nó sử dụng pin AA và pin này cũng sử dụng khá là lâu. Nên mọi người hết thì cứ mua pin nhầm pin 3A này, thì mọi người mua ở tạp hóa nào cũng có bán, hầu như là quốc gia là có thể mua được đó. Thì cái này á, thì mới đầu mình cũng thắc mắc tại sao nó không có sạc, thì sạc nó tiện hơn, không cần gắn pin. Nhưng với những cái thiết bị mình chia sẻ mọi người, với những cái thiết bị nào các bạn sử dụng với thời gian ít, thì cái này các bạn biết là móng tay lâu lâu mới dài một lần, thì có thể cách khoảng một tuần hoặc là vài ngày hoặc là 5-6 bữa vậy chúng ta mới sử dụng một lần sử dụng nó không quá lâu. Vì thế chúng ta không nhất thiết phải mua pin sạc, và khi mà chúng ta sử dụng những thiết bị có pin sạc thì giá của nó sẽ mắc hơn cũng khá. Ví dụ như là thí dụ loại này là 150 đi, thì những cái loại pin sạc nó phải 200 hoặc 200 mấy, thì nó chênh lệch một khoảng khá là nhiều, nhưng mà chức năng nó không có thay đổi. Thì chúng ta sử dụng ít thì chúng ta nên sử dụng những cái loại mà sử dụng pin nhìn thế này đó, pin tiểu. Thì nó sẽ mình thấy nó cảm thấy là nó tiện lợi hơn và không có cần sử dụng nhiều, nên chúng ta không cần mà sạc, trừ những trường hợp những cái sản phẩm nào chúng ta cần sử dụng khoảng thời gian dài nhiều thì chúng ta nên mới sử dụng loại pin sạc thôi. Còn mình nghĩ là mấy cái này là sạc pin tiểu là ok rồi đó. Rồi thì lên mua cái sản phẩm này mình để phần mô tả video nha, sạc cực kỳ thích luôn đó, nên mọi người có thể mua một bộ này, nhất là nhà có bé nhỏ thì mua một bộ này, hoặc là khi bạn cắt móng tay, các bạn làm biến dũa thì các bạn lấy cái này dũa móng tay thì cũng rất là im luôn á. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.